Bạch Công Khanh tiếc nuối, tiết lộ lý do nam em không đóng vai Huệ trong phim Duyên Kiếp. Duyên Kiếp chính là phim truyền hình Việt Nam có rating cao nhất hiện nay, mỗi tập đều tạo nên một cơn sốt nho nhỏ. Nếu như có thêm nam em xuất hiện, Duyên Kiếp hẳn còn ăn khách hơn nữa, nhưng cớ sao lại không có nam em? Với cốt truyện đầy éo le và nhiều tình tiết gay cấn, Duyên Kiếp đang là phim truyền hình được nhắc tới nhiều nhất. Với lượng rating vượt xa những đối thủ chiếm cùng thời gian, trong khi các diễn viên khác được khen là tròn vai thì riêng nữ chính vai Huệ của Trương Mỹ Nhân là thành điểm yếu của bộ phim Duyên Kiếp. Khi cô rất xinh đẹp nhưng diễn xuất lại gượng gạo, nhất là trong những phân cảnh bi thương, đau khổ. Khi xem Duyên Kiếp, rất nhiều khán giả lại gọi tên nam em. Lý do là vì nam em rất hợp với tạo hình các thiếu nữ Nam Bộ thời xưa. Bằng chứng là cô nhận về rất nhiều lời khen vì quá xinh đẹp trong phim Nhà Không Bán. Mỗi khi nam em mặc áo dài, vấn tóc kiểu cổ điển là người hâm mộ đều xích xoa. Thêm vào đó, nam em và Bạch Công Khanh từng là cặp đôi ăn ý ở Nhà Không Bán. Trong Duyên Kiếp, Bạch Công Khanh được rất nhiều người yêu mến dù là vai một chàng khờ ngốc nghếch. Bởi thế mà cư dân mạng càng mong được gặp nam em và Bạch Công Khanh ở một tác phẩm khác có bối cảnh miền Nam những năm đầu thế kỷ 20. Trùng hợp thay, nam em tiết lộ rằng cô vốn được mời đóng vai nữ chính Huệ trong Duyên Kiếp. Cô đã rất vui khi được tái ngộ bạn diễn thân thiết Bạch Công Khanh. Nam em kể rằng cô đã chuẩn bị trang phục, tâm lý để ra phim trường. Nhưng vì nhiều lý do, vì không có duyên với bộ phim mà nam em đành lỡ hẹn và cô đã khóc muốn trôi công ty khi biết tin này. Bạch Công Khanh cũng rất tiếc nuối và anh mong sẽ có dịp khác để tiếp tục hợp tác với nam em. Còn khán giả đều cho rằng nam em nhận quan hệ biết đâu Duyên Kiếp sẽ còn gây chú ý hơn nữa. Còn bạn, bạn nghĩ gì? Bạn có tiếc khi nam em không được đóng quan hệ trong phim Duyên Kiếp? Hãy theo dõi và ủng hộ nam em trong chặng đường sắp tới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.